đi uống trà đá đi em ơi. Ui anh ơi, hôm qua em vừa đi uống trà đá có một em hơi xinh luôn. Đây đúng quán này luôn. Quán đây đi vào. Đây 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 đây. Ui, đây. Nhìn xinh đấy. Ờ xinh vãi. Có yêu chưa? Chưa, làm gì có người yêu, em vừa hỏi xong hôm qua. Bà đâu à? Ừ, ở quán vào, vào 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 tán đi. Đấy. Ui ui. Chào em gái. Anh có làm gì hả? Ôi em bán ốc hay bán gì đấy? Em ở đâu đấy? Gái Bắc Ninh à? Gái Bắc Ninh à? Ui, gái Bắc Ninh thì như là hát quan họ ngay hay mà. Ờ, một sinh này chắc hát hay lắm đây. Em có biết hát quan họ không? Một chút đó. Một chút đó. Thế thì... quán có loa luôn kìa. Đâu? Em có ạ. Thế à? Thế thì em hát cho anh em vài nhá. Đang nghiện nghe con họ này, một sinh này mà hát. Kinh Bắc quê em mà nghe quan họ mà xem làng nghề, con sông cầu in bóng chẳng thề, người đi người ở người về với ai, người đi người ở về với ai. Đời chờ dù mưa hòn chúc mãi, duyên tình thêm thắm quê nhà thêm chúc
hay chăng